Các bạn nếu muốn có thật là nhiều quân huy hoặc là nick VIP, hãy vào ngay shop toluki.com. Khi mà các bạn đăng ký tài khoản mới vào trong đây ấy, các bạn sẽ nhận được quân huy hoàn toàn miễn phí luôn nhá. Ở đây sau khi mà tạo tài khoản mới xong này, các bạn nhấn nhận quân huy free. Wow, ở đây mình nhận được 314 quân huy hoàn toàn miễn phí luôn. Đường link ở shop mình sẽ để phía dưới dành cho tất cả bạn nhá. Hello, chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Chúc bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bạn nhá. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta cùng đến một sự kiện mà nhận quà rất là ngon, lên tới 20 giây bùa tuyệt sắc này, rồi là skin từ bậc S trở lên hoàn toàn miễn phí luôn. Ok, và chi tiết như thế nào thì sau đây mình sẽ cùng với các bạn chúng ta khám phá sự kiện đó luôn nhá. Và đừng quên là like, đăng ký kênh, bật chuông để chúng ta nhận được các phần quà cũng như là những tin tức về sự kiện mới nhất từ mình tất cả bạn nhá. Chúng ta cùng let's go nào. Tiếp theo thì mình có vào cho một con nick offline cũng trên 30 ngày để xem sự kiện mừng trở lại thì chúng ta có phần quà gì, không biết là có skin hot hay là không các bạn nhá. Đầu tiên thì chúng ta click vào mừng trở lại luôn này. Thì khi mà vào đây ấy, các bạn sẽ có một shop trở lại nhá, flash sale cho vật phẩm giảm giá này. Nói chung trong đây thì hầu như nick nào ấy phần giảm giá cũng giống nhau thôi. Chúng ta có Enzo Trăng Khuyết này, Diêu Diệt Nguyệt Tử Sĩ, Triệu Vân Chiến Thắng Mùa Đông, rồi là skin của Eron nhá. Nói chung là giảm giá cũng khá là ngon. Ví dụ như là 399 con huy chẳng hạn thì các bạn chỉ còn giá là 79 con huy mà thôi, khá là rẻ đúng không? Hoặc là các bạn nếu mà thiếu tướng thì cũng có thể dùng 59 con huy là chúng ta mua được tướng rồi. Đó, khá là ok. Tiếp theo này, đến sự kiện thứ hai, đó chính là nạp nhận thưởng. Ở đây thì các bạn chỉ cần chúng ta nạp quân huy thôi nhá. Đó, không cần chúng ta phải nạp gọi là nhiều con huy, mà nạp mốc thấp nhất thôi. Ví dụ các bạn nạp 10k SMS này, hoặc là 20k thẻ Garena chẳng hạn. Đó, ví dụ như thế thì các bạn cũng đã nhận được phần quà này rồi. Các bạn sau khi mà chúng ta nạp quân huy xong nhá, chúng ta gọi là điểm danh 7 ngày. Đó, cứ đăng nhập 7 ngày vào trong game nhá, thì đến ngày thứ 7 các bạn sẽ nhận được một dương trang phục. Dương này thì sẽ được chọn một luôn nhá. Trong dương thì mình thấy là có Morgana Pháp Sư Mèo, Morad Đồ Thần Đao, Violet Đặc Dị, Ari Cấm Vệ Nguyệt Tộc và Arum Quản Lý Tài Năng các bạn nhá. Mình thấy là skin cũng khá là ngon, khá là xịn sò đúng không? Mình thích nhất trong đây chắc là mình chỉ thích Morad Đồ Thần Đao thôi. Skin này chơi khá là ok, khá là đẹp các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta có một phần đó chính là đăng nhập nhận thưởng này. Wow, quà rất là ngon luôn các bạn nhé. Ở đây mình thấy thì chúng ta có tổng cả là 5 skin. Oma Giáo Viên Thể Hình này, Ari Cấm Vệ Nguyệt Tộc, Arthur Si Tình Kiếm, Violet Đặc Dị và Arduin Tà Linh Hiệp Sĩ các bạn nhá. Và cách nhận quà cũng khá là dễ này, để mình cho tất cả bạn xem cách nhận quà nhá. Các bạn chúng ta chỉ cần gọi là đăng nhập, đó, đăng nhập đủ ngày thôi, đăng nhập 7 ngày vào trong game nhá, thì chúng ta sẽ nhận được. Ngày mai thì mình sẽ nhận được, đó chính là một trong 5 skin này. Đó, sau khi đủ điều kiện bạn có thể chọn một trong các phần thưởng sau. Vậy là chúng ta sẽ được skin chọn một luôn các bạn nhá. Đó, rất là ngon chứ không phải là chúng ta nhận ngẫu nhiên đâu. Và tiếp theo các bạn thấy đến ngày thứ 7 này chúng ta đang còn một phần quà ngon nữa, để mình cho các bạn chúng ta xem qua luôn nhá. Ngày thứ 7 thì chúng ta sẽ được chọn một trong các phần quà. Ở đây mình thấy là chúng ta có 5 giấy bẻ bùa tuyệt sắc luôn các bạn nhá, thấy là khá là tuyệt vời đấy. Đó, mình khi đến ngày thứ 7 thì chắc chắn là chúng ta sẽ chọn phần quà này rồi đúng không? Phần quà này là ngon nhất luôn đấy. Mà mình thấy cách chơi sự kiện này cũng khá là dễ các bạn nhờ, cứ đăng nhập vào trong game đủ ngày một cái là chúng ta nhận quà thôi đúng không? Tiếp theo thì chúng ta có hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng 5 chọn 1 này. Đây, chúng ta cứ hoàn thành nhiệm vụ từng ngày nhá. Các bạn sau khi mà hoàn thành xong ấy, tặng hoa cho bạn bè. Để mình tặng luôn các bạn nhá. Đâu nhỉ, tặng hoa đâu nhỉ? Đây, tặng điểm thân mật này, mình sẽ tặng hoa ví dụ cho bạn này đi các bạn nhá. Ok, vậy là chúng ta tặng rồi. Nhận quà luôn này. Đó, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 12 nhiệm vụ rồi. Thì sau khi mà hoàn thành xong thì bạn sẽ được chọn một trong các phần thưởng. Đây, chúng ta sẽ chọn như thế này luôn các bạn nhá. Đó, nhấn ok này, chúng ta sẽ nhận luôn. Khá là dễ nha, cái chuyện khá là dễ. Tiếp theo thì chúng ta có một phần quà đấu hạng này. Quà đấu hạng sau khi mà hoàn thành 20 trận các bạn sẽ nhận được thưởng ở đây. Đây, chúng ta sẽ được chọn phần thưởng chọn một nhá. Đây, chắc là mình sẽ chọn giấy bẻ bùa tuyệt sắc luôn. Đó, 5 giấy. Tiếp theo sang bên đây thì chúng ta hoàn thành xong 10 trận đấu cũng được chọn thêm 5 giấy bẻ bùa tuyệt sắc nữa. Ui giời ơi, chưa gì là mình đã nhận được tổng cả là 15 giấy bẻ bùa tuyệt sắc rồi các bạn nhá. Ôi, mình thấy là quà rất là ngon nhở. Đây là chưa tính 5 giấy bẻ bùa mình nhận trong ngày thứ 7 này đấy, là ok rồi đúng không? Tiếp theo thì có phần trang bị nhanh. Ở đây thì tham gia đấu thì chúng ta nhận được mảnh ngọc đấu sĩ này,
giới thiệu phiên bản mới các kiểu. Rồi ok, vậy là tổng cả thì chúng ta nhận được 15 giấy vẻ bồ tuyệt sắc và thêm một skin chọn một nửa bậc S trở lên thì mình thấy là cũng khá là ngon đúng không? Đây, giờ chúng ta đi vẻ bùa này, nếu mà trúng skin rồi thì quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây các bạn chờ mình chút xíu nhá. Chúng ta sẽ tìm đến phần vẻ bùa này, vẻ bùa tuyệt sắc này, mình đang có 15 giấy rồi. Thì mình thấy là vẻ bùa tuyệt sắc thắng này ấy, quả khá là ngon, có tu len thân thần hoàng kim này, điêu thuyền Way, Liliana Way các bạn nhá, hai skin Way luôn này, được lắm luôn á. Đó, chúng ta sẽ vẽ luôn các bạn nhá. Mình vẽ thử xem nào. Ok, chúng ta trúng được phần quà gì đây ta? Không, mình thấy là toàn trúng huy hiệu nhỉ. Đây, mong sẽ trúng được cái gì cho bạn xem, người xem chúng ta thích thú đúng không? Ôi, không trúng được cái gì kìa. Đây, chúng ta vẽ lại nhá, mình sẽ vẽ thử này. Ok, chúng ta xem trúng được phần quà gì nào. Ôi, vẫn không trúng được dương quả các bạn ơi. Khá là xui nhỉ, nếu mà trúng được dương quả nó ok hơn. Đó, để mình vào số cái đổi mình xem thử nhá. Hiện tại đang có 54 huy hiệu thì không biết có quy đổi được skin gì không ta. À, quy đổi được skin Oma giáo viên thể hình này. Đây các bạn có thể quy đổi skin này, quy đổi thuyền trưởng dâu bạc. Nói chung là nếu mà các bạn chúng ta ví dụ mình quy đổi skin này chẳng hạn, vậy là chúng ta có skin Oma giáo viên thể hình thì ở cái phần mừng trở lại này các bạn chúng ta có thể, đây chúng ta đang nhận thưởng, các bạn có thể chọn skin khác nhá. Ok, vậy là nếu mà có skin rồi ấy, chúng ta sẽ được chọn sang skin khác này các bạn ơi. Khi nãy các bạn có thấy là có skin Oma giáo viên thể hình đúng không? Giờ lại thay bằng Triệu Vân chiến tướng màu đông rồi, mà skin 399 quân huy ủi lại được, lại thơm luôn đúng không các bạn? Có là tuyệt vời luôn. Nếu mà sở hữu rồi thì lại được đổi sang skin khác. Mình thấy là khá là ngon nhá. Ok, đó là sự kiện mới mình thấy khá là hay. Sự kiện trở lại mà muốn đưa tới cho tất cả bạn. Bạn nào đang xem nếu mà có các con ốp thì chúng ta cứ vào trong game, chúng ta đăng nhập vào giống như mình để chúng ta xem phần quà các bạn là gì, chúng ta xúc các bạn nhá. Còn giờ bây giờ mình cũng kết thúc tại đây thôi. Chào và hẹn gặp lại tất cả bạn nhá.